Chào mọi người nha. Như đây đầu năm bán lấy lọc đầu năm gì là quá ngon lành ha mọi người. Thì con giống đầu năm thì anh em tranh thủ nuôi nay tới bắt đầu tới mùng 5 tháng 5 mọi người ha. Thì với mấy con heo này thì nó quá đủ tuổi để nuôi nha mọi người. Tháng 45 ngày à, có con 2 tháng luôn mọi người ha. Tại hai bầy mình gặp lại, hai bầy này có 10 con thôi mọi người. Thì anh em nào mua thì alo mình nha, số điện thoại mình là 0936708472 nha. Mình ở Tây Ninh nha mọi người. Thì heo giống thì nay nuôi là tới mùng 5 tháng 5 mà có ăn nha mọi người ha. Giờ nuôi nung nung xí nha. Mình thì nuôi cải lương thì nó hơi lâu hơn người ta xí. Rồi. Chào mọi người nha. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe nha.